xuất hiện nốt sần đen dưới lòng bàn chân trái 10 năm nay, người phụ nữ 47 tuổi nghĩ là nốt ruồi thông thường, xong gần đây nó to dần, bề mặt sần sùi. Bác sĩ bệnh viện Melatech phát hiện tính chất ác tính của nốt ruồi như kích thước khoảng 1 cm, bất đối xứng, bề mặt nâu đen sần sùi. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ tổn thương để đánh giá trên mô bệnh học. Kết quả cho thấy tế bào u có đặc điểm ác tính như nhân lớn, đa hình, có hạt nhân đỏ, giải rác một số nhân chia. Bào tương chứa sắc tố melanin xâm nhập trong lớp thượng bì và tới lớp dưới trung bì. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư hắc tố da, hiện sau phẫu thuật cắt u, bệnh nhân được theo dõi và hẹn tái khám sau 3 tháng. Ung thư hắc tố là bệnh lý ác tính của các tế bào sinh sắc tố melanin, các tế bào này phân bố chủ yếu ở lớp đáy của thượng bì, 90%. Ung thư hắc tố là một bệnh lý ác tính nguy hiểm nhất trong ba loại ung thư da vì nó xâm lấn sâu, tiến triển nhanh, di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Dự phòng và sàng lọc ung thư hắc tố sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư hắc tố. Về bệnh học, ung thư da gồm có 4 loại: ung thư biểu mô tế bào đáy hay gặp ở những vùng da hở, ung thư biểu mô gai sừng hóa hay phát triển từ sẹo bỏng, ung thư sắc tố thường khởi đầu từ một nốt ruồi lành, tàn nhang hoặc một đám sắc tố bẩm sinh. Các ung thư xuất phát từ các tuyến dưới của da như ung thư biểu mô tuyến mồ hôi hay tuyến bã. U hắc tố ác tính có biểu hiện ban đầu rất đa dạng và đơn giản thường dễ bị bỏ qua mặc dù tổn thương ở ngay trên da, đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn. Tế bào ung thư đã di căn xa, khó chữa trị. U hắc tố ác tính có thể tiến triển từ một số tổn thương lành tính trên da như nốt ruồi, bớt hắc tố, u UH hắc tố, đôi môi ở người cao tuổi. Nên cần có sự can thiệp và sự quan tâm đúng đắn với những tổn thương lành tính này. Ung thư da nói chung, kể cả ung thư tế bào hắc tố, nếu phát hiện sớm có thể điều trị khỏi hoàn toàn, cho nên vấn đề chẩn đoán sớm ung thư da càng trở nên cần thiết và quan trọng. Một số yếu tố nguy cơ gây ung thư hắc tố bao gồm Ánh nắng mặt trời là tác nhân chủ yếu gây u UH hắc tố ác tính, trong đó tia cực tím gây nên những biến đổi của nhiễm sắc thể. Hầu hết các trường hợp mắc u UH hắc tố ác tính đều có tiền sử bị bỏng nắng khi còn trẻ. Khoảng 5% u UH hắc tố ác tính xuất hiện trên bớt bẩm sinh, nhất là bớt bẩm sinh khổng lồ. Mối liên quan giữa hormone sinh dục nữ estrogen và u UH hắc tố ác tính cho đến nay hiện vẫn chưa rõ khoảng 2 đến 5% ung thư tế bào hắc tố có tính chất gia đình và 30% bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc ung thư tế bào hắc tố có những bất thường của gen P16 trên chromosome 9P21. Những người có da thuộc tiếp 1, 2, 3 có nguy cơ mắc u UH hắc tố ác tính cao hơn những người da màu. Di truyền, khoảng 10% ung thư hắc tố có tính chất gia đình. Nhiều trường hợp ung thư hắc tố gặp ở những người có cùng huyết thống, cùng một gia đình, cùng vị trí. Ung thư hắc tố có thể xuất hiện từ khi còn trẻ với nhiều nốt ruồi bất thường. Nốt ruồi không điển hình, khoảng 10 đến 20% ung thư hắc tố có liên quan tới nốt ruồi. Những người có nốt ruồi không điển hình có nguy cơ phát triển thành ung thư ác tính cao gấp 3 đến 20 lần so với người bình thường. Người có nhiều nốt ruồi, những người có số lượng nốt ruồi lớn sẽ có nguy cơ mắc ung thư hắc tố cao hơn người bình thường, đặc biệt số lượng nốt ruồi cao có liên quan chặt chẽ với ung thư hắc tố ở vị trí cẳng chân hoặc thân mình so với các vị trí khác. Phòng ngừa ung thư hắc tố từ các nguy cơ trên. Để phòng ngừa ung thư hắc tố có thể áp dụng một số biện pháp Hạn chế và có biện pháp tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, khám chuyên khoa với những trường hợp phát hiện tổn thương nghi ngờ hoặc có tiền sử gia đình có người mắc ung thư hắc tố, thường xuyên theo dõi và tự khám da toàn thân. Phẫu thuật là phương pháp điều trị chủ yếu khi bệnh ở giai đoạn tại chỗ, tại vùng, các phương pháp điều trị bằng hóa chất, miễn dịch ít hiệu quả, mang tính chất bổ trợ khi bệnh ở giai đoạn muộn. Để phát hiện sớm căn bệnh này, nên chú ý quan tâm tới các vùng của cơ thể, đặc biệt là các vùng da hở, chú ý tới sự thay đổi màu sắc, tính chất của nốt ruồi. Khi có triệu chứng nghi ngờ, hãy đến ngay cơ sở chuyên khoa để khám và điều trị. Các nước phát triển khuyên đi khám định kỳ 3 năm một lần ở độ tuổi 30 đến 39 và khám hàng năm sau tuổi 40 để phát hiện sớm bệnh ung thư da.